Sếp Mai Vàng, Nguyên Ngân Mai Vàng xin kính chào tất cả cô chú anh chị xem kênh Chợ Quê Dừa. Đó thì hôm nay Nguyên có về một giao lưu cùng tất cả cô chú anh chị mình một lô mai phôi giống hạt Thủ Đức của chú anh chị. Thì hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị mình gồm là 18 lô, 17 lô của chú anh chị. Đó và mỗi một lô thì gồm 5 cây, 5 cây ha. Thì nói chung cái lô này đặc biệt là tay cành cũng rất là ổn và biệt đế rất là ok như cái gì. Đây, cây này giống như đế hình thú luôn nè. Đó. Đó, đế rất là đẹp ha. Thì hình thức bên em là bao sống bao ship toàn quốc ha, và số điện thoại em có ghi ở trên tiêu đề của chú anh chị rồi. Em vào cái lô số 1 nè. Đó, lô số 1 mình gồm có 5 cây ha. Đo số hoành này. Rồi, cây đầu là đầu tiên là 10 14 hoành. 14 hoành. 15. 15 rồi, đo thêm cây nữa là hào hào được rồi. 14. 14, 14 nói chung là lô này là hoành từ 14 cho đến 15. Rồi, combo mỗi số 1 này giao lưu với chú anh chị mình 5 cây chỉ có 400 ngàn thôi. 5 cây 400. Đó, bao ship toàn quốc của chú anh chị mình luôn. Đây, tay cành của chú anh chị thấy ổn lắm nha. Cái này mình về tập chơi tập ghép vào có collab. Rồi, tiếp tục lô số 2. Rồi, cây này 15 hoành. 15 hoành. Rồi đâu cây lớn đi, đâu cây lớn trong đi, cứ đo một cây cây nhỏ, một cây 17 lớn hoành. đi. 16 hoành đó, từ 15 tới 17. 15 cho đến 17. Đó. Combo mã số 2. Combo số 2, 15 đến 17. Rồi combo số 2 này giao lưu với cô chú anh chị mình là cũng là 5 cây 450 ngàn. Có mấy chục ngàn cây của chú anh chị. Rồi tiếp tục lô số 3. Rồi lô số 3 từ 14 cho tới 17 luôn. Rồi lô số 3 mình thân thì 14 cho đến 17 nha cô chú anh chị. Nói chung là dàn đế này chưa có rửa ra nha, cây này đế rất là ok nè. Đây. Đó, cô chú anh chị mình thấy nha. Đây mã số 3 nha. Tay cành của chú anh chị. Đó, chiều cao này mấy cái lô này thì nó chiều khoảng tầm 5 tấc, 6 tấc, 7 tấc, 8 tấc nha cô chú anh chị. Đó, lô số 3. Rồi lô số 3 này giao lưu với cô chú anh chị mình là cũng là 5 cây. Rồi 5 cây 400. Bán rẻ rẻ mềm mềm cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi combo mã số 4. Rồi combo mã số 4. Từ 14 tới 16 có cây này 13. Rồi cây tính này từ 13 cho đến 16 đi. 13, 16 đi. Cái cũ nè cô chú anh chị ơi. Cũ nè. Đó, đế nè. Thì nói chung đa phần cái lô này nè, cô chú anh chị mình cứ yên tâm gì đế ha. Đó. Rồi cái lô số 4 này là 5 cây 400. Đó, bán rẻ rẻ mềm mềm cho cô chú anh chị mình về tập chơi tập ghép. Cái giá này là em đã bao ship rồi nha cô chú anh chị. Em đã bao ship rồi nha. Cái lô này là 18 cho tới 20. 18 cho đến 20. Combo mã số 5. Combo mã số 5. Hoành 18 cho đến 20. Đây có đo cái này, đo cái này coi, đo cái này coi. Coi cái này là cho cô chú chị mình xem cái này coi. Rồi có đúng không nha. 17 thôi, tính 17 thôi, 17 cho đến 20. Rồi combo này 5 cây. 5 cây 550 ngàn. 550 ngàn. Tay cành cũng ổn lắm chú anh chị, đế nè. Đó. Đẹp bao nhiêu chứ gì. Rồi tiếp tục combo số 6. Đây, combo số 6 của chú anh chị. Rồi combo này 16, 17, rồi có cái này 22 rồi. 10 nói chung là 16, 17 tới 2 có một cây 22 hoành. Có cây 22 hoành. Có một cây 22 hoành. Mã số 16. Thì nói chung là lấy từ 10 16 cho đến 22 đi. Đó. Thì combo này đấy đẹp nha của chú anh chị ơi. Đây, quá trời này cái cũ nè. Nói chung cái lô này của chú anh chị mình cứ yên tâm đấy ha. Đó, đây. Nói chung của chú anh chị mình tập chơi tập ghép rồi cũng ok ha. Rồi mã số 6 này. Rồi 5 cây 450. Rồi tiếp tục qua combo số 7. Số 7 từ 16 cho tới 18. 16 cho đến 18. Đây, tay cành cũng ổn áp lắm nha của chú anh chị. Đó, cái này nói chung về ghép là cực kỳ. Đó, cây này có cây thú nè của chú anh chị. Đó, cái mình thú nằm nè. Đó. Dùng đế thì ok ha. Đó. Này tại chưa xịt rửa chú anh chị, nó xịt rửa ra rồi nó sẽ rõ hơn ha. Rồi combo mã số 7. Combo số 7 này giao lưu với cô chú anh chị mình là 5 cây 450 ngàn. Rồi combo mã số 8 luôn. Rồi combo mã số 8. 8 từ 16 cho tới 18 luôn anh em. 16 cho đến 18. Thì nói chung cái lô này em nhắc là cái chiều cao nó nha, nó khoảng tầm từ 6 tấc cho đến 7 8 tấc thôi nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Rồi, combo này 500. Ủa à, 5 5 cây, 5 cây. 5 cây.
500 luôn. Rồi cái combo này đẹp nha. Combo này đẹp, tay cành đều lắm nha các chú anh chị. Rồi 5 cây 500. Rồi tiếp tục qua combo số 9. Số 9. 15 cho tới 18. 15 cho đến 18. Cha combo này để luôn. Giữ nha. Combo này để giữ tay cành à. Đó, cả này là ghép siêu bông Sài Gòn nó bình loại vô ok hết các chú anh chị. Đó, rồi combo mã số 9 này rồi cũng gồm 5 cây. Rồi 5 cây 400. Rồi tiếp tục combo số 10. Rồi cũng từ 16 cho tới 18 luôn anh em. 16 cho đến 18. Có cây này có củ tròn đẹp quá. À có cái củ hả? Đây để coi. Rồi rồi thấy rồi. Rồi cây này cái củ quá đẹp ha. À đây. Nói chung là đế tại là lý do là làm chưa xịt rửa nha các chú anh chị. Mới làm xong tay chân dây này chưa xịt rửa luôn. Thành ra nó hơi nhìn thấy chưa rõ bộ đế chứ thật sự cây bộ đế rất là ok ha. Rồi combo mã số 10 này giao lưu với chú anh chị mình là 5 cây 400. Rồi tiếp tục combo mã số 11. 16 tới 18 luôn. 16 cho đến 18. Cây này cũ đế quýt luôn. À cây này nói chung là tại vì chưa xịt rửa ha. Đế đẹp à. À 5 cây này đế đẹp với 5 cây này tay cành đều lắm nè. Đó. Quay hết cho bà con mình nhìn nè. Rồi combo mã số 11 5 cây 450 ngàn mã số 11. Rồi tiếp tục mã số 12. Rồi từ 13 tới 17. 13 cho đến 17. Đây có cây này có củ sáng. À 13 cho đến 17 ha. Chà cây này đẹp quá nè, cây này khéo cây lắm nè. Đây cây này tay cành cũng đều. Lùng lực. Đây cái củ đấy. Ô, cái củ đấy quá đẹp nha cô chú. Đó. Rồi, cái này 13 cho tới 17. 13 cho đến 17. Rồi combo này à. Mã số 12. 6 cây hay 5 cây? 6 cây. Rồi 6 cây 500. Đó, bán rẻ cho cô chú anh chị mà luôn. Nói chung tiền ship cái hết rồi cô chú anh chị ơi. Có mấy chục ngàn cây tiền ship cái hết rồi. Rồi tiếp tục mã số 13. Rồi 18 quanh 17 quanh 17. Từ từ mấy tới mấy? 17, 18. Cái này, cái này 13. Rồi 13, 17, 18. Nhưng mà có một cây 13 thôi nha. Còn như là 17, 18 hết nha cô chú anh chị. Nói chung là nằm ở khoảng tầm 17 lên. Chứ không có, chỉ có một cây 13 này thôi. Đó. Cái combo này mấy cây đây? 5 cây ha. Rồi tay cành đều của chú anh chị. À combo này tay cành rất là đều nha. Đó của chú anh chị mình nghiên cứu combo mã số 13 này ha. Combo này tay cành đều lắm của chú anh chị, đặc biệt đế cũng ok lắm nha. Đây. 5 đây. Cây. Rồi 5 cây. Cái combo này giao lưu với anh em mình là 500. 13. Rồi tiếp tục qua 14. Combo mã số 14. 17 giờ tới 20. 17 20. Chà combo này đẹp nha. Chà. Combo này của chú anh chị mình tham khảo nhanh nha. Đó, chọn nhanh nha của chú anh chị. Cây lớn cây cũng nở để nôm nha. Đó, nôm nè. Đây cây trồng. Đó, em báo lại cái này nè, em nói bao nhiêu? 17 tới 20. 17 20 rồi combo này là gồm 5 cây, rồi 5 cây 600. 5 cây 600. Giá rẻ bèo nhiều. Rồi, chốt nhanh gọn lẹ của chú anh chị. Rồi combo mã số 15. Từ 16 cho tới 20. Rồi 16 20. À combo này tiếp tục một combo VIP nữa, càng về sau càng đặc sắc nha. Đó, cái cây nào nó cái củ nào của chú anh chị, cái củ nè. Nó tròn vo ha. Đây cái củ nè. Nó có cục nè. Rồi cây này thì nó lắc nhẹ nè, của chú anh chị nó lượn nhẹ rất là đẹp ha. Đó, tay cầm của em đó. Đây, đế. Đó, con có nhánh có cái đùi ra viền quá của chú anh chị. Cây này cũng vậy luôn, củ đế và bá củ bá luôn. Rồi combo này là mã số 15 ha cô chú anh chị. Đây, con bay tay cành ra cho chú anh chị mình xem cái lô mã số 15 này ha. Đây. Rồi combo mã số 15 này vô lô với anh chị mình là 5 cây 650 ngàn. 650 ngàn cho combo này. Quá rẻ của chú anh chị. Rồi tiếp tục combo mã số 16. 16 cho tới 19. 16 cho tới 19. Dạ combo này tàn cũng rất là ok nha. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Mã số 16 nè, combo 16 gồm 5 cây luôn em. 5 4 cây. 4 cây. Rồi combo này 4 cây. À và đặc biệt combo này thì nó có hai cái cây. À nó bị lũa ở dưới cái sát cái gốc nha cô chú anh chị, lý do hồi xưa mần cỏ đó. Lúc mà mần cỏ người ta cắt bằng máy cắt á nó bị chém vô da đó. Thành ra là nó có bị lũa ha. Em báo lũa trên like nha. Đó, đây thì nó tay cành cốt cành thì cái lô này nó đẹp. Đó, rất là đẹp luôn nhưng mà con cái mỗi cái tật lũa bán rẻ của chú anh chị. Rồi 4 cây như thế này chỉ để cho chú anh chị mình 400 thôi. Để rẻ của chú anh chị cái combo này. Đúng ra combo này là cây bự nha. Đẹp nhưng mà tại vì nó bị lũa hơi bán rẻ ha.
Rồi tiếp tục combo mã số 17 cũng là combo cuối video này nha. Một cây 19, một cây 20. Rồi một cây 19 hoành, một cây 20 hoành. Combo cuối video. Đâu rồi? Rồi quá trời cái cục đế luôn cô chú anh chị. Đế đẹp nha. 21 cái cũ là 21 yếu tính em 20 thôi á. Rồi 21 yếu tính 20. Rồi combo này gồm có hai cây. Rồi hai cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 400.000. 400.000. Rồi cuối video cũng chúc có tất cả cô chú anh chị mình một ngày mới làm việc tràn đầy niềm vui và thành công trong cuộc sống ha. Thì cũng mong cô chú anh chị mình vào cái video này ủng hộ cho shop của em Nguyên. Đó. Em quay tổng thể là cô chú anh chị mình xem một lần nữa ha. Nói chung thì cái lô này thật rất là thuận tiện cho cô chú anh chị mình về tập chơi tập ghép ha. Đó, giá cả thì rất là mềm ha cô chú anh chị. Đó, chỉ có vài chục ngàn cây thôi, mình được bao ship về tới nhà cho mình đó. Rồi cảm ơn tất cả các chú anh chị mình nha. Hẹn tất cả anh chú anh chị mình video lần sau.